giới thiệu đến các bạn một loại đặc sản của vùng đất Phú Yên, đó là mật ôm thế, hàng chất lượng tốt cho sức khỏe và giá cả rất phải chăng, chỉ có 450.000 một lít nha bạn nha. Anh em nào yêu thì liên hệ số điện thoại vẫn là 0867098446 nha bạn nha. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 2024, lâu nay mình có 3 phôi mai rừng Phú Yên của vùng Phú Yên các bạn nha. Thì những cái lớp phôi này thì nó có bú ha, một phôi là dáng thông cao. Phôi này có một cái lưng nó nu nần nha các bạn nha, lớp tấm lưng nu nần đây, nu nần ha, u cục cục nha. Dưới này thì nó có một cái chỗ nó trầy da. Hoành của cái phôi này, hoành cổ đế của nó là 42, chiều cao từ cổ đế lên đến đầu cắt trên của nó là 66. Phôi khá là đẹp các bạn. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 400.000 bao gồm phí vận chuyển nha anh em nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha các bạn nha. Mai rừng Phú Yên, hoành 42, chiều cao là 66, chỉ có 400.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh chị em mình. Tiếp theo là mình đến với phôi số 2. Phôi số 2 cũng là một cái phôi u nần ha các bạn ha. Một cái phôi nhìn rất là hay các bạn. U ha. U trên u dưới đó, tùm lum hết trơn các bạn ơi. Hoành là 35, chiều cao là 60. Một cốt hai thân. Cây hai thân nha anh em. Và phôi này ngày hôm nay giao lưu anh em mình với giá là 300.000 bao gồm phí vận chuyển luôn. Mai rừng Phú Yên, hoành 35, chiều cao 60, cây hai thân dáng bay, 300.000. Anh chị em nào yêu thì liên hệ các bạn ơi, nhanh. Hoành 35, chiều cao 60, 300.000 đồng, giá đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo là một cái cây thông cao. Một cây thông cao từ cổ đế lên là 1,5 m. Hoành cổ đế là 40. Cây thì rễ rất là đều. Rễ đều nha bạn nha. Cây này anh em nào chơi thích hàng thông cao thì đây là một cái cây thông cao rất là ổn nha. Còn cái cốt thân của nó thì nhỏ nha các bạn. Cốt thân của nó thì tầm khoảng 30. Còn cái hoành cổ đế là 40. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 500.000. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha các bạn ha. Mai rừng Phú Yên, hàng tông cao. Anh em chỉ có 500.000 đồng thôi. 500.000. Cây có hoành là 40, chiều cao là 1,50 m. Cái này là cái hõm của cái thân chính ngày xưa nó bị chặt đấy các bạn. Rồi bắt đầu nó ra thêm một cái thân mới. Và nó tạo nên một cái cục u nhỏ nhỏ ở đó nha, hõm nhỏ ở đó. Rồi anh em nào yêu thì liên hệ nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.